Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại dự án cát tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em Thọ cũng xin giới thiệu tới tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư một cơ hội đầu tư rất là tuyệt vời anh chị nhé. Thì hôm nay em Thọ sẽ giới thiệu với anh chị khách hàng một lô đất nằm trên trục đường 32m của dự án cát tường Phú Hưng. Lô này thì thuộc bờ lốc G1, có diện tích là ngang năm dài 26 và một trong những cái địa điểm kinh doanh cực đẹp tại dự án Cát Tường Phú Hưng anh chị nhé. Lô này thì diện tích là 130 m2 và hiện tại là anh chị chủ đất đang kêu bán với một mức giá là 1 tỷ 950 triệu. Thì cái vị trí của cái lô đất này trên thực tế dự án thì em có đánh dấu bằng cái mũi tên màu vàng và có highlight cho anh chị bằng một cái ô uh, vuông màu xanh nước biển đấy anh chị để cho anh chị dễ hình dung. Thì như trên màn hình anh chị có thể thấy nó nằm trên trục đường N10 có lộ giới là 32m anh chị nhé. Đường này là một trong những đường lớn nhất của dự án cát tường Phú Hưng chỉ sau cái tuyến tránh quốc lộ 14 thôi anh chị ạ. Và con đường 32m này thì thông thẳng ra cái khu vực mà trường cấp 1 và cấp 2 xã Tiến Hưng anh chị nhá. Thì để cho anh chị có thêm những cái nhìn thực tế hơn về lô đất này thì em xin gửi tới anh chị một cái video em quay trực tiếp bằng flycam để mình có thể cảm nhận được rõ hơn về cái lô đất này trên thực tế nó nằm ở đâu. Và như anh chị có thể thấy con cái vị trí lô G1 ngày hôm nay em giới thiệu với anh chị là nó nằm gần ngã tư và đi thẳng sang khu trung tâm thương mại anh chị nhé và nằm liền kế với khu dân cư hiện hữu. Thì vị trí này trên bản đồ quy hoạch người ta gọi là con đường Tiến Hưng anh chị ạ, à, đường Liên Xạ Tiến Hưng ấy. Thì vị trí này anh chị đi thẳng là vào khu vực ấp 6, ấp 7 xã Tiến Hưng và đi ra khu vực đường DH507 mà chạy thẳng một mạch về Phú Giáo Bình Dương đấy anh chị. Và từ đường DH507 anh chị có thể về Bình Dương theo một con đường khác thay vì mình đi đường DT741 anh chị nhé đường này là đường dân sinh có từ rất là lâu rồi anh chị ạ à. cho nên là lượng giao thông trên trục đường này là cực kỳ đông vào buổi sáng và buổi chiều anh chị nhá còn buổi trưa thì lượng giao thông nó ít hơn thì đây là video hôm quay buổi trưa nên là mình không có thấy nhiều xe cộ đi lại nhưng đường này là đường huyết mạch đường chính nha anh chị và lô đất này là lô đất thuộc trục đường 32 m anh chị nhá. Và trục đường 32 m kinh doanh buôn bán được ngay mà hiện tại giá chỉ có 15 triệu một mét vuông thì giá này đang cực kỳ rẻ anh chị ạ. Nếu mà anh chị mà khảo giá ở khu vực Đồng Xoài hay là khu vực Đồng Phú ở những cái vị trí cây đường mà đường tầm 32 m mà kinh doanh buôn bán được ngay như vị trí này thì hiện tại giá của nó cũng rơi vào khoảng 30 đến 45 triệu một mét vuông rồi anh chị nhé. Nhưng mà lô đất này thì hiện tại đang bán với một mức giá trị 15 triệu một mét vuông thôi. Thì một phần cũng do là dự án Gát đường Phú Hưng của chúng ta mới hình thành cho nên là bây giờ ấy thì những cái trục đường chính này thì chưa có đông vui sầm uất lắm so với những cái khu mà 30 đến 45 triệu một mét vuông. Nhưng mà mình mua trước đón đầu giá của nó rẻ khoảng 15 triệu một mét vuông thôi anh chị ạ. Thì anh chị có thể để khoảng từ 2 đến 3 năm ấy là mình thanh khoản cực kỳ ngon luôn anh chị nhé là vị trí này thì mình có sổ sẵn anh chị này, mình mua là mình sẽ tiến hành đi công chứng sang tên ngay. Và đối với những cái vị trí đầu tư chiến lược như vậy đấy anh chị thì theo em thọ nghị là anh chị khách hàng nào mua về mình sử dụng thì mình có thể xây dựng trụ sở hay là văn phòng công ty hoặc là mình xây nhà lên mình cho thuê kinh doanh buôn bán được ngay anh chị nhá. Còn nếu mà anh chị muốn tạo ra dòng tiền ngay ấy thì anh chị có thể xây nhà nghỉ hoặc khách sạn. Vì đường này là đường lớn anh chị nhé Đường này đường 32m Vịa hè là 5m mỗi bên Và có con lươn ở dựa Cho nên là cái vấn đề là mình kinh doanh buôn bán rất là thuận tiện anh chị nhé Vịa hè 5m anh chị có thể là để xe hơi Hoặc là để xe cho khách hàng cực kỳ tuyệt vời luôn ấy vị trí này là hàng hiếm mà khó tìm đấy anh chị chứ còn nếu mà khi khu này mà hình thành lên hết rồi anh chị thì những trục đường chính này đi vào kinh doanh buôn bán ấy, là hầu như mình khó có thể mua được những bất động sản như vậy thì như anh chị thấy ấy, thời điểm này là bất động sản là đang có dấu hiệu chừng lại thì đây cũng là thời điểm vàng để cho anh chị đi thâu tóm những cái bất động sản đắc địa mà vị trí đẹp trong khi giá của nó cũng rất là phải chăng anh chị nhé Bây giờ mình đi đâu tìm được những cái lô đất ấy Mà đường 32 mét mà giá chỉ có 15 triệu một mét vuông thôi thì thì rất là khó Và những cái vị trí như vậy thì giá trị của nó tăng rất là bền vững anh chị nhé Vì dự án của chúng ta là nằm trung tâm thành phố Đồng Xoài Mà ở dựa cái loại của 6 cái khu công nghiệp lớn Bây giờ là 6 rồi anh chị nhé Ngày trước là chỉ có 5 thôi nhưng bây giờ là 6 khu công nghiệp hiện hữu rồi Thì anh chị khách hàng nào đang xem video này của em Thọ mà có duyên đầu tư lô đất này thì anh chị cứ gọi về cho em qua số điện thoại là 0983 023 974 thì em thọ sẽ gửi đầy đủ thông tin của lô đất này cho anh chị tham khảo luôn em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem video này của em em chúc anh chị sức khỏe và thịnh vượng xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video tiếp theo ạ à.